20 cũng là trong cái mùa mà lễ của Đức Huynh Giáo Chủ đó. Tất cả quý vị về ở đền thờ của Phật Thầy chi phái Tầm Sơn, có nghĩa là phái Bù Sơn kia hơn, thì Thầy hướng dẫn quý vị về miếng giường ở đây đó. Cùng là trung tập ở chỗ này, chỗ nào lãnh vực thì Thầy cũng tạo có món ăn, món uống, lúa, bắp, khoai. Chỗ nào cũng có chỗ giảng đạo, chỗ nào cũng có chỗ để nói chuyện với đạo hết á. Để chi? Để nhắc nhở kiếp kiếp từng tự để cho nó sớm như vậy đó, mau lẹ. Cho nên hôm nay đó, tất cả quý Phật tử, anh em của mình, đồng đạo phái Bù Sơn Kỳ Hương còn được mạnh giỏi mà đến miếng giường này đó. Sau này miếng giường này đó trở thành rất tuyệt vời, các nước nó qua nó còn đi đến đây. Trời ơi, nó ở rồi mình phải cất chỗ chờ chờ để cho nó nghỉ ngơi, để về nó tu với mình đó. Chứ không phải Thầy dành, Thầy đâu có ăn cái gì đâu. Một ngày Thầy chưa ăn uống được bao nhiêu. Mà làm như thế này là để làm gì? Để có cái vị tu và hưởng của đạo. Thì hôm nay công sức của Thầy đã bỏ ở đây, cùng là giới lệnh của tổ mình làm, các ngài làm chứ Thầy cũng không làm được. Vậy thì quý vị, chỗ này là chỗ thiền định nha. Nam có qua có võng găng nè, nữ bên đây là ngồi hết để tham thiền quán tưởng đó. Còn cất những cái chỗ lá nhỏ nhỏ cho những người ta vô đây vừa tu vừa ra làm cỏ, vừa tu vừa cắt cái cành cây khô đựng dung lại cái cây đó có ăn. Rồi khoai nè, chuối, bắp nè, môn nè, cái gì ở đây thì cũng có để đạm bạc. Biết đâu thì giấu ở đây sau thì cứu miền Tây đó. Vậy đó. Thì bây giờ quý trò nhân dịp mà về tới đây đó, thì Thầy xin nói là phải trầm lặng lần nữa nha. Ở đây về nhà ở đâu cũng vậy hết, trầm lặng để mình tu mau. Cái xe mà bây giờ mình thấy đường đèo nè, mưa gió nè, gầm hào nè, mình thắng lợi không sao, mình làm chủ nhân là tài xế của nó. Đừng bao giờ nào mà bỏ dở những cái cuộc mà mình đã làm nha. Hôm nay chúng ta đã, ai cũng có bỏ công sức đây nhiều lắm mà, Thầy biết chứ. Thì sau này quý vị hưởng, còn hiện bây giờ đó phải thành tâm tu, tu cho thiệt, cho chân thật, để mình nối lại cái đời sau. Thế vậy thì chỗ này là chỗ nhà giảng, không phải thấy gì mà nói là trước mặt có các vị đó, sau lưng có hộ pháp của Nguyễn Trung Trực, binh tướng ở đây có binh của Phật Thầy. Vậy thôi, vị để thay xuống nha. Rồi nghe Thầy nói về cố gắng nha. Mình tu cho mình ráng khéo, mình ráng bền bỉ thủy chung. Nó chi phối ra hết trơn à. Mình có cái hồ nước mà mình để nó chảy chỗ cái kẹt, mình để nó chảy chỗ romine, mình để cho chảy chỗ hông. Thì mình cái hồ nước chính mình kiểm tra, chảy mình trét lại. Còn nó hư quá thì đập bỏ xây lại. Như thế. Chúng ta làm người ai cũng tốt lắm, ai cũng là thiên hạ, có nghĩa là con của trời, ai cũng tâm Phật hết. Đừng mạ lị với nhau mang tội lắm. Đừng coi ai rẻ mà đừng coi ai mắc hết. Lấy sự bình đẳng để tu học. Hôm nay thuyền môn đã đóng cửa. Trong mấy nhà của Bù Sơn Kỳ Hương đó, chỉ còn mở cửa thôi. Nói dạ thưa Thầy, chùa quá trời, chùa có mùa đó. Đó là do cái sự việc của người ta, có nghĩa là còn ở bên, nếu mà nói đúng hơn là hiện bây giờ là các chị phải rút vô hết. Không được đi chơi, không được đi ra, không được. Chỉ mình làm cái gì thì đi ngay đó mình làm, rồi chiều mình về, trưa mình về là thôi. Chứ mình không được nghĩ tới cái đó, mình tấp tắc, có nghĩa là mình cũng phải là bấm nút để thắng dừng lại, đừng có đi nữa, đừng có làm thêm, đừng có mua thêm gì nữa hết. Nè, tay chân mình đã nó hết rồi, nó rụng rời hết rồi. Còn chỉ cái ngày mình đi về thôi. Mà phải biết đường về. Thì hôm nay chúng ta đã dọn đường rồi đó nha. Còn có cái đi thôi. Dọn rồi, dọn cái đường rồi. Không dọn sao ăn chay, không dọn sao mặc áo khổ hạnh, không dọn sao kiên nhẫn mọi người, dẹp gai, dẹp bẫy để mình đi về. Thì còn cái quyết định đi về là phải tu mới đi về được.
Dạ thưa con, nhà cửa của tiền không quá chừng làm sao thầy. Để đó đi, đâu có gì đâu, thì nó là nó, mình là mình làm nhá, nhưng mà đừng có quá như ngày xưa nữa. Tôi phải ráng tôi làm đó, tôi phải đạt được, tôi phải quyết liệt được, không được vì ý trời rồi. Chúng ta làm để có ùm vô thôi, miếng cơm ha. Như thầy cũng làm nè, giờ quý vị thấy không, đổi lúa được rồi đó, đủ đủ nuôi hết tất cả quý vị ở đây đi. Thầy nuôi nhưng mà thầy không cho ở, là vì giới quyết định về nhà Tam Bảo Gia của mình để thờ phượng, để thành lập cái chùa. Một phương án cuối cùng là chúng ta cư sĩ tại gia. Còn thầy không nên để khi bị giặc tần, bất cứ cái gì mình ủng hộ dân làng luôn đây, chứ không phải nói. Nói như thế mình chờ cơ đó, ta nói khoai lang lại giúp khoai mì, đợi khi tần khởi độ thì khẩu ta. Kiểm điểm là mình sai trật nhiều, mình sửa mau, cố gắng sửa đó. Cũng như mình đi bộ qua đây đó, rồi mình ráng đi là tới đó, vậy đó. Mình làm thì được. Rồi hôm nay thì thầy cũng không có giỏi đâu, quý vị giỏi đó, thầy không có giỏi vậy, thầy giỏi lắm á. Cho nên vì sự đó kiên trì nhẫn nại mà làm cho tốt, cho được, cho rạng rỡ. Thì hôm nay trên đường về Phật á, ai cũng muốn đi hết, nhưng mà nói leo leo, nói liếu liếu, nói ba hoa, nói cho có. Nhưng mà kết thúc lại là một người mà đi về Phật rồi, người đó không thể ai nhìn ra. Họ bỏ hết, họ kiên nhẫn, rồi họ ép mình, họ tội nghiệp lắm, họ đáng quý kính lắm, họ đáng đầu đội vai mang, họ trên 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 trời lận, họ không nói gì hết, họ cho hết mà họ không đem cho, mà mình đạt được cái gì họ, họ A Di Đà Phật xong rồi, ai giật của họ họ cho luôn, họ không đến đòi. Tự cái người đó đem trả không thôi, kể như là mình trong bệnh viện mình về, họ giác tới cao thượng như thế đó đó. Nên vậy rồi nửa đêm đó họ ngồi dậy, họ nghĩ nhá, ồ sao ta không chết mà còn đây, chắc chút người ta chết rồi, sáng chiều mai đi rồi. Thì vì sự đó mới tốt đi lại những cái mà mình đã dậm dục phá tan hết cái bộ máy dòng cầu tốt đẹp của mình hết trơn nè. Mình tiên thánh đó, Phật đó, không phải ai đâu. Mình muốn thành thì cương quyết thành liền, kiếp này không thành kiếp nữa thành. Mà ngày nay là ngày đãi ân xá của Đức Phật nữa, cho mình là khỏi mặc đồ gì cái đi vô chùa, chỉ là mình đứng ngoài mình xá là Phật cũng miễn cầm cây nhang rồi tắp tay ăn chay niệm Phật làm lành ở giữa là được rồi, đừng có sanh nảy nữa. Mình sanh nảy nhiều quá rồi đúng không, mình độc mộc nhiều lắm rồi, mình trồng cái gì mình trồng ở trong miếng đất này nè, phước điền. Đức Phật thầy nói thửa ruộng phước điền, mà mình cứ trồng giống tầm bậy, mình không trồng nói vậy đó. Vườn Bá Nạp đó, đốn cây nào không ăn được bỏ, cây nào không lợi được bỏ. Trong này nè, cái gì nó ở với mình mà không không ích lợi, mà trong không cậy nhờ được bỏ đi. Tỉnh đi, trầm tĩnh yên nhiên để nghe thầy thuyên trời mái tạo đã dần suy. Còn ô phút nữa, ôi tê liệt, không tháng cũng năm, đến bấy chày, nó đến bấy chày là tới liền gặp kỳ. Rốt ráo là ta phải làm sao? Đừng sanh cảnh khổ, ráng bôn đào, lách lề cho khỏi nơi bể ái. Ha. Thì con đường Phật mới về mau. Tiền của quá nhiều để làm chi? Ngu dại gì đâu không từ bi giúp đỡ mọi người đang đói khát. Hy sinh chút nữa Phật trời ghi. Đừng dòm, đâu có sao, đâu có gì đâu. Mình đi đây các vị người ta đã rào hết rồi, người nhà bình an, đừng có sợ gì hết. Sau đây mà mình ngồi thuyền đó, mình nghe rùng rợn lắm cả, đập phá rồi nó làm cho mình phải tởn, mình phải lăn, nhưng mà cũng không sao hết. Mà rồi bây giờ thầy đang ngồi đây đó, mang súng, mang đồ, mang đồ là thầy vẫn bình tĩnh tự nhiên. Như vậy đó. Phật chứ không trụ mà trụ, vô thường trụ mà trụ, khi nào phải trụ là trụ, cho chắc chắn cái cột trụ như đồng, như
hơn sắt đá nữa kìa. Đó vậy, không trụ. Thở ra, thanh thản mà trụ. Mình muốn trụ giờ nào trụ, để chịu đựng mà. Nếu không có cột trụ đó, làm sao mình thành ra những cái việc gì để mình chống chọi qua cái thời gian. Phải cố gắng. Mất thần, mất nhân, mất thần, mất thánh, mất tiên, mất Phật. Điên vô. Dâm thầy. Để lo chuyển hóa được mình, để nghe, để thấu triệt được nha. Cố gắng hy sinh. Gặp thầy để có chút xíu trong biến giường kỳ diệu này đó. Ở bển đi bên đây đó có một tên à, biến giường kỳ diệu. Kỳ lạ dưới kia, còn này kỳ diệu. Trong thời kỳ này, miếng giường này để đón tiếp tất cả quý đạo về, có trái cây ăn, có cỏ quê đẹp, có dòng suối, ha, có mái nhà, có cái bàn tre, có đức thầy ngồi giảng, dạy mình, chỉ mình, thấy thân yêu không? Tương lai hạnh phúc của mình là một con đường này đó, tất cả quý vị, chứ không có ở chỗ nào đâu. Đừng dung rủi mất mình, uổng lắm, thấy không? Mà mình gìn giữ mình bằng gì? Gìn giữ bổn lai, gìn giữ tánh chất, gìn giữ quý báu của kho tàng là linh hồn của chúng con đó. Chứ đâu phải thầy nhắc con về gìn của bó vàng đôi. Về đi thanh tịnh con ngồi, mình hư mình ráng đắp bồi được đến. Nhớ khăng khăng đừng quên lời thầy chỉ. Cải Phật ngài con bị lao lung. Đây là quân cuối ngày cùng, đâu còn hẹn nữa trùng phùng nay mai. Thầy sỏi đá trong gai kiên nhẫn, để buổi quân ba dắt dẫn trò về. Hạnh trao dồi thầy chẳng lê thê, tâm thanh tịnh bồ đề vừa gợi. Chờ cơ cuối trời kia đổi mới, thầy băng hà về thế giới Như Lai. Bây giờ còn ở trần đây, vì đời chưa lập thì đạo còn chưa lai. Thầy kề nhớ, thầy dặn, tứ bề lóp lóp, trận phong ba tập đừng hồi hộp nghe trò. Dựng tinh thần để đối phó cảnh quanh co, dựng trí đạo để dò mới thấy. Ruộng đất đây mình nên trồng cây, còn chớ sai lầm rồi xa bẫy còn đâu. Thương trò đem chốn rừng sâu, kìa là tịch mịch con đâu có nhìn. Cây dưới trái minh minh tươi thắm, đường thầy dẫn đi si gặm thêm buồn. Nãy mây đây gió bất thổi luồn, sóng thần dập rồi đất tuôn đá lở. Con hay không dặn trò không nhớ, buổi cơ hàng mình tạm bờ nơi đây. Về nhà nhớ Đức Phật thầy, thật là quá khổ buông lầy đôi chân. Thì không màng ai mang ơn mới đầu, chỉ xong việc nhân việc thảo thầy về. Sau này gỡ lỡ trần mê, lợi vàng tiếng ngọc tràn trề năm châu. Đã kết thúc quỷ sầu thần khúc, đã đến rồi lăn lóc bó tay. Địa cầu sắp rã làm hai, Bình Dương giấy động rồi cát bay đá nhồi. Dự hung ác chỉ làm bầu mồi cho thú, còn ích kỷ kia đó đâu có về chú về thầy. Chúng con nhìn đi trời đất chuyển xây, nói hoài mãi phút giây cạn lẻ. Từ đây đến con thời xa mẹ vợ xa chồng, như chim xe sẻ mất tổ kia. Nó bay kêu réo canh khuya, nấp cành thì bị ướt mà tổ lìa nát tan. Như thế đó làm sao? Mình phải răng tu, để luận, để bàn, tu cho nó nhẹ. Trên đàn mình đi,
Ngày mai có gặp văn uy Phật trời che chở, rồi con đi trở về không sao đâu. Ráng mà tu, dù mình có nặng có nề, đừng than đừng trách, tư bề làm chi, thở ra con ráng kiên trì, đem vô đức Phật từ bi hằng ngày. Nhớ mình tu từ hết thân phận chân tay, khẩu không có nói nữa, mà mắt đừng có nhìn ngay vật gì. Ngày thời cứ lủi ra đi, làm gì cho đạt được thì mình noi theo ánh từ bi ngày cùng. Dòng quân quốc chi, kẻ lạ người lùng, kẻ xấu người tốt, kẻ trung người loạn. Nhìn chi các tất cả món ngon, con nhìn tâm tánh ghi son Phật truyền. Phải học đạo, phải chứng minh cho sự thật, phải thành tâm để đoạt vật bao châu. Vật kia đâu có ở đâu, trong mình có, chỉ tồn đâu do mình. Chùi thì sáng, rỗi thì minh, bỏ đời hướng đạo thì đức tin dậy đầy. Con ơi sao tướng Phật thầy, giải nguy đời mặt canh chày mới yên. Kể từ đi sống con coi, thiên và địa tiên, cả hai mà cuồng loạn triền miên giữa dời. Thiên thiên đánh một phút không rời, địa tiên ngã hết kêu trời than gian. Mây đen bao phủ rõ ràng, chừng thấy ngũ sắc hai hàng Phật ra. Khi đó con đạt được tinh ba mới sống, còn tu mà mơ mà mộng rụt sương. Từ đây thịt nát làm đường, xương kia làm củi, còn máu làm ương giấy dùng. Thầy nói có đó nha, không có lạnh lùng với đạo, mà thầy nói thiệt, bây giờ đâu có sốc sáo làm chi. Có trời có Phật chứng tri, có ngài sư thố, có đại bi đại lành. Thấy không? Ráng sống ráng tu, dù khổ cách mấy cuối bãi đầu gành, chúng con cũng quyết liệt giật giành lại mau. Giành gì? Giành đức độ, giành quá cao tu học. Giành gì con? Giành cực nhọc hy sinh. Giành những gì? Giành trọn vẹn đức tin để cứu thế, để cứu mình, cứu cha mẹ. Giành gì con? Giành thân tâm mát mẻ, giành lại miếng giường này sạch sẽ vô biên. Đặng sao Chúa Thánh lâm biên, chầu vua Di Lạc phổ truyền nghe con. Vua Dương Quốc á, sao còn là Phật đó. Vua Việt Nam là bậc siêu phàm, một vị vua không có lỵ không tham. Không vô đạo hôn quân như phàm tục, một vị vua đó không hề phúc chúc. Ráng thương yêu đời là cốt quá nhục một tâm. Vua về nước mắt rong rong, dân Nam chết hết ngồi trong ngày buồn. Không phải dễ đâu. Ráng đi, mình vẫn tập tuồng, vẫn tu, vẫn chiến thắng, giả điên cuồng ngu si. Bây giờ con cá lô di đìa kia nó bom cạn, thì cá lô di ngu đần ra chi nữa vậy? Để trốn dần trong kẹt, chờ bom nước vào đó thì mình dẹt di ra. Chịu mù mắt dưới bùng là chờ cơ trời định ta ra cứu đời. Quý vị nghe rõ không? Ngu vậy gì mà mê chơi đầy nhảy. Quá là ngu để gặp bảy yêu ta, kể từ đây bãi lại với ba, tranh đạo lý giết thôi lộp cộp. Dùng bua ngay rồi thôi hồi hộp, giới tả đạo kia kìa, hoại dột khắp nơi, đạo mà lại muốn đi chơi, đua chen tranh phận rồi giành nơi của thầy. Đạo đó là lũ cáo cày, nó báo Phật thầy. Ôi hỡi phải xa,
Đạo theo tà quỷ yêu ma, đó là đâu phải đạo ta chánh dòng. Đạo thương xót đó, đạo giàu lòng phỉ chí, mênh thương dân trong thế kỷ loạn cuồng. Đạo của thầy không mê triệu mê muôn, thương bá tánh nước mắt tuôn đạm chảy. Đạo của thầy không ba qua ba bảy, không có bao giờ để búng rải đâu con. Đạo ngài tất đất lâm son, lúc nào cũng muốn đổ nước non sơn hà. Nam quốc Phật đạo ta chiến thắng, tại thương dân bình đẳng sức chia. Thầy nói rồi thức dậy canh khuya, thầy còn đó mà cách chia đồng đau. Tại thầy tạo thử con trong giận giông trận báo, coi trò có lưu về là người đạo viên minh. Từ đây trên bước sân trình, con nên len lỏi rồi thầy xin vào trường. Thầy nghỉ ngơi để lao lại chiếc ghe lường, thì chuốt cây dầm cho nhẹ bớt đó, để rồi trường quá sông. Con ơi đức cậu, đức ông, đức thầy quằn nặng trên dòng sông này rồi. Tỉnh giấc mộng đơn côi năm tháng, đời ê chề chúng con không chán hay sao? Bả đỉnh chung là kẽm, cước là rào, ngăn đón mãi mà sao con không trốn. Hưởng chi nữa, thêm mua thêm tốn, đi chi hoài rồi nguy khốn hồn thân. Từ đây ở chốn âm nhân, sớm chiều niệm Phật rồi cân công bằng. Đối với cha mẹ, đối với anh em chồng vợ như mây dân, nói là phải có rồi hằng phải ghi, phải tha thứ, không có rầy chi lớn tiếng. Phải đem lời lành để phổ biến giúp cho, ráng làm mình được cơm no, chuỗi phai cũng được, chớ sao nằm co kêu trời. Bởi giờ đổ hết á, thì sợ lắm, thì sợ đổi đời phải chết đói. Chứ thầy đâu có phải như lũ kia mà thầy bói kiếm tiền. Thầy kiếm căn kiếm phận có duyên, để nói giảng để giao liên về cho Phật. Thầy nói đây là thầy là bảo vật, hay kẻ ăn mời siêu bậc gì đâu. Về đi thầy dặn đôi câu, đạo thì mình chôn chốn thâm sâu lòng mình. Đừng có nói giảng mãi rồi kẻ biệt khinh, họ cũng thiền tâm tuyệt rấm minh minh kia kìa. Họ ở bên này, họ ở bên kia, hay là mai mốt họ trực chỉ canh kia gần kề. Đừng có thấy vậy nha, người ta tu ta sắp về, còn mình còn rơi địa ngục nặng nề làm sao. Đâu tranh đạt giải, ngày nào đặng về phương Phật mau mau nghe trò. Đấu tranh chi mà nói nhỏ nói to, đi mua đi bán rồi đi lo hàng ngày. Bài thêm cái miệng thầy lai, làm sao gặp Phật rồi biểu ngài chứng minh. Học phải biết, phải nhủ tình tha thứ, mình khô tâm mình dung tứ cái gì. Đem đẹp lòng bá tánh mau đi, dùng nước tỉnh từ bi cứu vớt, thì tâm của mình trời kia chia sớt. Sao tư lại nghe trò sống tới thượng lai. Bình minh chưa có một ngày, quỷ thần dắt hết trời trần ai đâu còn. Chết đáng lắm chúng con đừng thương xót, bao nhiêu năm ngày nhỏ giọt khuyến rồi. Cả đức thầy, đức cậu ấy thôi, ông sư dạy ngồi mòn ghe tam bàn, để cứu giúp qua nguồn sông nước cạn. Ở chốn nơi này thầy đã giáng gì chưa?
dám sống nước mặn sớm trưa nơi viền cần đước thầy đã chưa nói trò. Thầy quanh ở đó nhiều nẻo mấy có, dàm sông ba ngã có chiến đò lợi quá. Ông đã nói hát rồi ông ca, ông mời quý khách chỉ bà xuống mua. Bán rồi ông thấy quá thua, tiền kia không có họ mua giật dành. Còn cười ông lão này điên điếc, không biết ở đâu nữa, ở cuối bãi đầu gành. Nhưng mà mắt trời ông chiếu qua quận chắc tan tành chó trâu. Xuống mua khoai mà không trả đâu tiền muộn, xuống lửa dòm kẻ muốn ngự khinh. Chê phai còn lắm bùng sinh, chê sùng chê xỉu không thất kinh sao đời. Nay bủng rủng bờ rờ mới hiểu, thì đờn của ngài đã qua điếu đó rồi. Ông về trời hay là tá cảnh dân ơi, không thả nổi thả trôi chi nữa. Nay buồn thảm nơi này mưa thừa, chốn vạn đường chán chưa dòng châu. Ghế tre đâu có người hầu, sách kinh cũng chẳng mang đâu nặng lòng. Thấy không, thầy mang của mật tông đại tổ, bậc đại thừa giác ngộ sai đi. Xuống trần gặp sự văn nguy, tâm kinh thầy phổ độ trần ly trở về. Đi bên Tấn, bên Tề, bên Tây, bên Nhật, tư bề nhẹ thôi. Đi đâu cũng đáp ứng được rồi, mang nhiều phép Phật chứ không đừng coi đâu trò. Nay nắm bắt được sao không lo tu đạo, gần bên thầy mình hưởng hoài bảo nay mai. Thầy về thâu dư Như Lai, nói rằng trần thế được lai nhiều rồi, đặng sống được chứ mới coi qua hội. Kể từ đây nhàn rỗi được không chưa, chừng nào thấy cả biển đông, chừng nào cù lại quá long. Thầy về chưa? Chưa đâu con, còn lấp lấp bề bề, còn dở nhiều tuồng thê thảm, thấy không? Rồi kề, rồi kinh. Bây giờ mình bậc thơ sinh, mình tu như mình đã chết, thì mình giống in theo thầy. Ai, ai mê nhiễm cảnh này là dễ. Ai khôn ngoan ở trại đừng về. Chúng con ơi diệt hết trần mê, thầy bảo lãnh chỉnh tề chút siêu. Còn đức độ sao con không núng níu, để tách rời rồi chút xíu nữa làm sao. Đi bên Tây, bên Tấn, bên Tàu, ráng mà trì niệm thì Phật nào chứng minh, làm cho đạt được sự kinh trong dạ. Mình thương người đi rồi Phật ân xá cho mình. Trong tâm tư còn mãi chống kình, nói tôi đạo tôi giống in như thầy tổ. Thầy tính lại tâm ngân nhũ bộ, chưa có tròn thì sách số nào ghi. Về nhà chân bước mau đi, nằm ngồi đi đứng thì chữ A-di đừng rời. Mình tu niệm thương đời cốt nhục, mình đừng có muốn ai ngã gục dưới tay mình. Đem họ lên từ chốn bùng sình, đem giữa được ngôi đình quốc thương. Mình cứu khổ, mình giao cái sung sướng để cho người hưởng nhờ, mình mới là khương thượng cao siêu. Con ơi không ít cũng nhiều trưa, về thầy giảng nơi chốn am liêu rừng tàn. Hôm nay thầy nhắc đạo tốt đẹp nhất ở chỗ này. Thôi, thầy xin.